Xe này tổng giá gốc là hơn 3 triệu nhưng mà sale chỉ còn có 2 triệu thôi. Xe thứ hai thì cũng thế, chỉ lanh quanh đồng 2. Hay là cái xe này mặc đi tiệc hay là đi chơi thì cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Trước đây mình nghĩ là mình sẽ chưa đi được cái đôi giày như thế này đâu, nhưng mà hôm nay qua Owen thử thì mình cảm giác là mình chững chạc bao nhiêu luôn ấy. Và toàn bộ những cái sản phẩm của Owen sẽ giảm tới 50%. Thế này thì anh em tha hồ mà chọn nhá. Từ quần âu này, áo sơ mi, áo blazer, polo, không thiếu một cái món đồ nào là không sale sâu cả. Khúc này là mình đang so sánh xem là cái giá gốc với cái giá sale. Chiếc áo sơ mi này gần 600.000 thì sale 50% thì còn độ hơn 200.000 thôi. Một cái kinh nghiệm của mình khi mà mình đi mua đồ sale thì nên đến trực tiếp để mà thử đồ cho nó tiện. Ví dụ như cái set đồ tôi đang mặc đây thì cái phần tay áo nó rất là vừa, gần như là không phải sửa một cái gì luôn. Sau đó thì mình sẽ xem cái form dáng này, chất liệu này, ưng một cái là chốt ngay. Những cái set đồ mà mình mặc trong cái video này thì thực sự là nó rất là tôn dáng mà tính ứng dụng cực kỳ cao luôn. Mọi người có thể mặc set này đi chơi hay là đi cà phê đều được, hay là set này đi tiệc này, đi đám cưới bạn bè, ở đây đều có hết. Và Owen sẽ sale đến 26 tháng 11 cơ, thế nên là mấy ông cứ đến tận nơi để xem thử nhá. Từ từ chưa hết này, ngoài dịp sale ra khi mà các ông mua đồ xong thì còn có cơ hội trúng combo trị giá 10 triệu đồng. Thế nên là phải nhanh chân nhanh tay để qua cửa hàng Owen gần với nơi ở của mình nhất nhá.